Ở số thế giới xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video để ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, xoay quanh chúng ta là vô vàn những điều thú vị đúng không nào? Và chẳng có lý do gì mà chúng ta không tìm hiểu chúng. Vậy thì trong video clip lần này chúng tôi sẽ đem lại cho các bạn một điều vô cùng thú vị. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn đến biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một thông tin hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, gần Tết thì tiền giả đang tràn lan, học cách để chúng ta phân biệt nhanh, không bị lừa, vô cùng đơn giản. Kỹ thuật in nổi, khắc lõm, scanning, mực đổi màu và những dấu hiệu bảo an trên những đồng tiền polymer mà người dùng có thể nhận biết một cách dễ dàng. Nhiều ngày nay thì trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều địa chỉ fanpage và trang cá nhân rao bán các loại tiền polymer giả với mệnh giá 50.000 đồng cho tới 500.000 đồng. Loại tiền giả này được quảng cáo giống thật tới 98%, cũng làm từ chất liệu polymer có hình in chìm, chỉ khác là cùng mệnh giá, có số series giống nhau. Thực tế thì theo Ngân hàng Nhà nước, một đặc điểm để dễ dàng nhận thấy của tiền giả đó là chất liệu in rất dễ bị bay nhão sách khi kéo, có thể xé nhẹ ở cạnh tờ bạc, mực in dễ bong chóc. Trong khi đó thì tiền thật là bằng polymer có độ đàn hồi tốt, sau khi nắm vo trong lòng bàn tay có thể trở lại hình dạng ban đầu ngay. Chất liệu dai, mực in tốt giúp cho tiền thật bền màu và chịu được tác động ngoại lực tốt hơn hẳn so với tiền giả. Các mệnh giá tiền chất liệu polymer dễ bị làm giả. Ngoài ra thì cũng giống như những đồng nội tệ của các quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới, thì tiền polymer của Việt Nam cũng có những dấu hiệu bảo an mà người dân có thể dễ dàng nhận biết được bằng mắt thường hoặc qua tiếp xúc bàn tay, trong đó có kỹ thuật in nổi, khắc lõm, scanning, mực đổi màu. Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý người dân nên kiểm tra nhiều yếu tố bảo an, tối thiểu là từ 3 tới 4 yếu tố để xác định tiền là thật hay giả. Đầu tiên là hình in chìm, dây bảo hiểm và hình định vị. Những dấu hiệu này được nhận biết thông qua việc soi tờ tiền trên nguồn sáng, hình bóng chìm xuất hiện phía trên mệnh giá cạnh số series. Tiền thật thì các yếu tố này sẽ được nhìn thấy rõ từ hai mặt, được thể hiện bằng nhiều đường nét tinh xảo, sáng trắng. Hình định vị xuất hiện trên tờ 500.000 đồng thật với hai mặt khớp khít, các khe trắng đồng đều nhau. Dây bảo hiểm nằm bên cạnh cửa sổ lớn có cụm số mệnh giá và chữ NHNNVN ở mệnh giá 50.000 đồng. Dây bảo hiểm ngắt quãng ghi cụm số 50.000 đồng, ở tiền 10.000 đồng, dây bảo hiểm ghi 10.000 đồng. Tiền giả thì các dấu hiệu trên không rõ nét hoặc có sự sai lệch trong cách viết mệnh giá. Thứ hai là in nổi và khắc lõm. Tiền thật thì kỹ thuật in nổi, khắc lõm được thực hiện trên cả hình ảnh lẫn nét chữ tại mặt trước và mặt sau của tờ tiền. Ở mặt trước, dấu hiệu in nổi xuất hiện tại vị trí chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, quốc huy, mệnh giá bằng chữ và bằng số, dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ba vị trí kiểm tra kỹ thuật in nổi khắc lõm trên mặt tờ tiền polymer. Trong khi đó thì người dân có thể kiểm tra độ nổi của kỹ thuật in tiền thật tại dòng chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mệnh giá bằng chữ hoặc bằng số, phong cảnh ở mặt sau mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên. Trong khi đó tiền giả cầm loại tiền này thì vút nhẹ tay sẽ thấy trơn lì, không nháp rám như tiền thật, hoặc có cảm giác là gợn tay do vết dập trên nền giấy, không phải là do độ nổi của nét in. Thứ ba là mực đổi màu. Đối với tiền thật, khi các bạn trao nghiêng tờ bạc, hình ảnh OVI sẽ đổi màu mực từ vàng sang xanh lá. Đối với tờ tiền 500.000 đồng, từ vàng sang xanh đậm đối với tờ tiền 200.000 đồng, từ vàng đỏ sang xanh lục đậm với tờ tiền 100.000 đồng. Dây bảo an là một dải màu vàng chạy dọc tờ tiền, lấp lánh ánh kim khi trao nghiêng. Dây bảo an này xuất hiện trên mọi mệnh giá tờ tiền polymer. Ngoài ra, khi đặt tờ bạc nằm ngang tập mắt, hình ẩn nổi VN sẽ hiện rõ ở mệnh giá 200.000 đồng, 10.000 đồng và chữ NH ở mệnh giá 50.000 đồng và 20.000 đồng. Các yếu tố
bảo an kỹ thuật cao trên tấm polymer của Việt Nam cũng được nhiều nước trong đó có Mỹ áp dụng. Trong khi đó, thì tiền giả với khả năng làm giả như hiện nay thì trên tờ tiền có thể xuất hiện yếu tố OVI, nhưng khi mà trao nghiêng không đổi màu hoặc có đổi màu nhưng không đúng màu như ở tiền thật. Với dây bảo an thì tiền giả có thể không có hoặc có nhưng chỉ xuất hiện màu vàng, không ánh kim như tiền thật. 4. Các bạn có thể kiểm tra về hình ẩn trên các cửa sổ trong suốt. Đối với tiền thật, các cửa sổ lớn trên tờ tiền sẽ in dập nụp tinh xảo, thông thường là mệnh giá nằm trong một hình ellipse. Cửa sổ nhỏ sẽ chứa hình ẩn, chỉ xuất hiện nếu nguồn tới nguồn sáng đỏ, bóng đèn sẽ đốt hay ngọn lửa. Còn tiền giả thì hình ẩn trên tờ tiền kém tinh xảo, không có hình ẩn trên cửa sổ nhỏ, khi nhìn dưới nguồn sáng đỏ như bóng đèn sẽ đốt hay ngọn lửa. Thứ 5 là các cách kiểm tra khác. Tiền thật thì nếu có kính núp đèn cực tím thì người dân có thể kiểm tra thêm một số chi tiết bảo an nhỏ, bao gồm mảng chữ siêu nhỏ lặp đi lặp lại tại khu vực ghi mệnh giá nhỏ, mực không đổ màu hoặc là có sơ ri phát quang. Còn tiền giả, ở tiền giả các chi tiết bảo an này có thể xuất hiện nhưng không sắc nét, khó đọc hoặc không được thiết kế tương tự như tiền thật. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Để không phụ lòng kỳ vọng của các bạn thì trong video clip lần này chúng tôi lại tiếp tục đem tới cho quý vị và các bạn những video cực kỳ thú vị. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin sức khỏe. Các bạn thân mến, bạn chắc chắn sẽ đi mua ngay cả tá gừng sau khi biết được công dụng tuyệt vời của nó. Một củ gừng có giá chẳng tới 1.000 đồng, nhưng có tới cả tá công dụng làm đẹp, đảm bảo rằng bạn nào cũng sẽ phải sắm ngay cả cân gừng sau khi xem xong video clip này. Gừng thì có tính nóng, rất có lợi cho việc khắc phục các triệu chứng như đau bụng, cảm lạnh, cảm cúm. Không chỉ tốt cho sức khỏe mà gừng còn có công dụng làm đẹp vô cùng tuyệt vời. Hãy lưu ngay để bổ sung vào cái thói quen chăm sóc sắc đẹp hàng ngày của bạn nhé. Đầu tiên phải kể tới đó là tẩy tế bào chết. Hãy lấy nửa chén đường, một thìa dầu ô liu, hai lát gừng tươi sắc nhỏ và vài giọt nước cốt chanh hòa thành hỗn hợp. Sau đó để sử dụng để tẩy da chết. Không những loại bỏ hết lớp bụi bẩn, tế bào chết mà làn da của bạn cũng sẽ săn chắc mịn màng hơn. Giúp trẻ hóa da. Gừng có tác dụng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cực tốt. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc uống nước gừng đều mang lại tác dụng tương tự. Vì gừng có khả năng chống lão hóa, ngăn chặn sự suy giảm các gốc tự do, giúp tăng cường sự đàn hồi, dưỡng da thêm mềm mịn, căng tràn sức sống. Nếu có thời gian thì bạn có thể tự chế mặt nạ gừng nghiền nhuyễn với mật ong nguyên chất và giọt nước cốt chanh tươi, đắp lên da khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước sạch. Làm mờ sẹo. Gừng có khả năng làm mờ sẹo cực tốt nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần thái một lát gừng mỏng rồi đắp lên cái vùng da bị sẹo. Đợi tới khi chúng khô lại thì rửa với nước. Mỗi ngày thực hiện từ 2 tới 3 lần, sau một tuần bạn sẽ thấy vết sẹo cải thiện một cách đáng kể. Và kết quả sau vài tháng sẽ khiến ai cũng phải bất ngờ với vết sẹo gần như không còn một chút dấu vết nào. Trị gầu. Gừng giúp trị gầu rất hiệu quả nhờ khả năng khử trùng. Bạn trộn gừng tươi với dầu ô liu rồi massage lên cái phần chân tóc để yên trong khoảng 20 phút. Mỗi tuần 2 lần, gầu sẽ giảm một cách đáng kể và tình trạng tóc gãy rụng cũng được cải thiện. Kích thích tóc mọc nhanh. Gừng chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào giúp tăng cường sự lưu thông tới da đầu, kích thích tóc mọc nhanh và hiệu quả. Bạn làm mặt nạ gừng cho tóc với bột gừng và dầu jojoba theo tỷ lệ bằng nhau, massage lên tóc nhẹ nhàng khoảng 30 phút rồi gội lại với dầu gội như bình thường. Chúc các bạn áp dụng phương pháp thành công.